Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Đây là chiếc Samsung Galaxy Z4 Plus. Chiếc điện thoại này chạy chip Snapdragon 425, RAM 2GB và bộ nhớ trong là 16GB. Thì đây là một chiếc điện thoại mình mua cũ lại thôi, cho nên giá nó rất là rẻ, chỉ có khoảng 400-500 ngàn là các bạn. Bên cạnh phải thì có một nút tắt mở nguồn, cụm loa ngoài. Bên cạnh trái là hai nút tăng giảm âm lượng, một khe gắn SIM. Phía dưới này là một cái khe gắn SIM và thẻ nhớ. Chiếc điện thoại này thì nó dùng hai SIM. Phía dưới là một cổng sạc micro USB, một cái micro, một cái jack cắm tai nghe. Ở mặt lưng thì có một cái camera, độ phân giải là 13 megapixel và cái đèn flash. Con này nó có viên pin là 3300 mAh. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm một vài cái chức năng cơ bản trên chiếc Z4 Plus này nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ xem YouTube thử nha. Quá đẹp và sắc nét luôn các bạn. Màu sắc rất là tươi. Hiện tại mình đang xem ở chế độ 1080 cho nên nó rất là sắc nét luôn. Mình khen không phải là để tâng bốc sản phẩm mà là hiện tại á, cái giá máy cũ nó rất là rẻ mà xem YouTube với chất lượng mà sắc nét như vậy thì mình thấy rất là đẹp nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lướt thử Facebook. Rồi, ok, lướt Facebook thì cũng tạm được. Nó không gọi là mượt nhưng mà tạm được nha các bạn. TikTok nè. Rồi, ok, TikTok lướt cũng tạm được thôi, chứ không có mượt nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ thử chụp cái camera. Thì đây là cái giao diện camera. Còn một số tấm hình thì mình đã chụp sẵn rồi. Đây, đây là camera trước. Nói chung thì camera trước chụp cũng tạm được các bạn ơi. Chủ yếu để video call là chính. Còn đây là camera sau. Đây. Camera sau mà chụp gấp toàn á thì mình thấy nó hơi mờ. Còn để chụp một cái sản phẩm mặt cận á, mình thấy nó rất là đẹp nha các bạn. Chụp rất là sắc nét luôn. Tấm này mình chụp ngược sáng nè. Đây, chụp ngược sáng. Chụp đúng sáng nè. Nhìn cũng tương đối ổn. Tiếp theo mình sẽ chơi thử một vài tựa game nhẹ trên chiếc Z4 Plus. Với những cái ứng dụng cơ bản và game nhẹ, mình nghĩ chiếc máy này nó đáp ứng được nha các bạn. Màn hình rất là to, rất là đẹp luôn. Vậy là mình đã trải nghiệm nhanh chiếc Samsung Galaxy Z4 Plus rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau.
Bye bye, see you again.